Ok, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hồng. Vâng, chỉ còn vài phút nữa thôi thì các trận chung kết của giải cầu lông quốc tế Sipucha Zonex Sunrise năm 2019 sẽ diễn ra. Và trước khi các trận đấu bắt đầu thì Hồng muốn bắt đầu live stream sớm để có thể tương tác và trò chuyện với mọi người, để chúng ta có một sự chuẩn bị tốt nhất để đón xem những đường cầu hay nhất và mãn nhất tại giải đấu này. Ok, cảm ơn những người xem đầu tiên. Xin chào những người xem đầu tiên. Hello anh Sốp Gián Tưởng HD, hello Tuyết Nguyễn Anh, hello Nguyễn Xuân Đại. Ok, cảm ơn Yến Linh nha. Xin chào anh Phạm Đức Thương. Xin chào Nam DT và toàn những tên tuổi của cầu lông phong trào miền Bắc đang xuất hiện tại live stream của Hồng. Hello anh Chí Linh, hello Nguyễn Hưng nào, chúng ta chào nhau một chút được không? Chỉ còn vài phút nữa thôi, khoảng 3 đến 4 phút nữa là các vận động viên sẽ bước vào sân. Và nội dung đầu tiên sẽ là nội dung đơn nam nha mọi người. Sau nội dung đơn nam sẽ là nội dung đôi nữ rồi đến đôi nam nữ, rồi đến đơn nữ và cuối cùng là đôi nam. Ok, xin chào anh Hoàng Tấn Bình, một cổ động viên cực kỳ nhiệt tình. Hôm nào thì anh cũng cung cấp đầy đủ thông tin tất cả các vận động viên lên live stream để cho mọi người biết. Ok, chung kết đơn nam, hai vận động viên của Indonesia. Chico vs Fitman. Ok, nếu mọi người quan tâm đến thông tin tên của các vận động viên thì mọi người có thể xem trên comment của anh Hoàng Tấn Bình nha. Hello Phương Kim Tuấn Anh ạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Những ai đang theo dõi live stream Hồng có thể comment một để Hồng có thể biết được ai đang theo dõi live stream và Hồng có thể chào mọi người được không? Ok, vậy là các vận động viên đang được gọi vào sân đây rồi. Và trước khi trận đấu bắt đầu thì rất mong là mọi người hãy giúp Hồng chia sẻ cái live stream này để những người bạn của chúng ta và những người đam mê cầu lông có thể thưởng thức những trận đấu này. Rất nhiều người biết, không biết rằng họ có thể xem trận đấu này ở đâu. Hôm nay Hùng đã chuẩn bị mạng và góc quay rất đẹp để có thể gửi đến mọi người những trận đấu hay nhất. Tớ ngụm nước với Long ấy, cho là bon. Kính mời lực lượng trọng tài vào sân ạ. Quan sát của Hùng thì trọng tài đầu tiên mang tên Vũ Thiết, chính là tay vợt số 1 của sinh viên Hà Nội. Đây là phong trào, anh rất đẹp trai và đang bước vào sân. Hơn cả tổ trọng tài này đều là bạn Hùng hết. Tổ trọng tài rất đẹp trai và xinh gái. Ok, mọi người tương tác với Hùng mà Hùng không để ý này. Ok, xin chào anh Hoàng Anh nha. Xin chào anh Mai Xuân Hiệu, xin chào anh Kỳ Nguyễn, xin chào Nguyễn Văn Kiên, xin chào Nguyễn Hoàng, xin chào Hải Azuzi. Xin chào Song Tuyền. Xin chào Nguyễn Vũ nha, chào tất cả mọi người. Chào Song Tuyền. Chào anh Hoàng Anh. Ok, trận chung kết này sẽ là cuộc chiến nội bộ giữa hai tay vợt đơn nam đến từ Indonesia. Đây là vận động viên hôm qua vừa thắng Naraoka của Nhật Bản. Anh ta đánh rất hay và nhiều người đánh giá rằng anh ta có lối đánh giống với Momota, Kento Momota. Không phải, thằng kia. Đây, hai tay vợt mạnh nhất ở nội dung đơn nam đều đến từ Indonesia. Hello Nguyễn Văn Tình, hello chị Hương Ngọc Lan nha, xin chào Đào Hiếu. Ok, chú Thiện Đức, sao chú bận quá, hoặc thì vậy thì hãy xem qua live stream của cháu đi. Chú Thiện Đức là một trong những lông thủ ở lứa tuổi trên 40, đánh cầu rất hay và đã đạt được rất nhiều thành tích cầu lông phong trào miền Bắc này. Ok, vậy là hai gương mặt đại diện của Indonesia đang xuất hiện trên sân rồi. Xin chào anh Hoàng Anh, cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào Hiếu Đào và mọi người. Trước khi các vận động viên vào sân, mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ nó lên chợ cầu lông, lên trang cá nhân để có thể có nhiều người được xem hơn không ạ? Một trận đấu hay như này cần có nhiều người xem hơn. Đảm bảo đây sẽ là một trận đấu mãn nhãn.
Indonesia. Thực sự theo ông quan sát, hai vận động viên này sẽ rất ngang tài ngang sức, và đặc biệt họ cùng một quốc gia, họ cùng tập với nhau thì khẳng định họ rất hiểu ý nhau và sẽ cống hiến cho chúng ta nhiều đường cầu cực kỳ hấp dẫn. Hello anh Đào Mạnh Thắng, Việt Nam mình bị loại hết trước vòng tứ kết rồi anh ơi. Thực sự rất buồn, năm nay chủ nhà nhưng không có ai vào vòng trong. Và phải đánh giá rằng năm nay chất lượng giải rất cao, toàn các vận động viên có tên tuổi thế giới thi đấu tại giải năm nay. Cũng không có gì lạ khi đại diện của Việt Nam không có ai bước vào vòng trong cả, bởi vì chúng ta đều phải đối mặt với những tay vợt hạt giống. Mọi người cho ông đánh giá, mọi người thích vận động viên nào hơn nào? Mọi người cổ vũ cho áo cam hay là áo xanh đây? Tay vợt áo xanh hôm qua được rất nhiều các cổ động viên yêu thích. Tay vợt áo xanh hôm qua có một trận đấu cực kỳ lên đồng. Anh ta đánh với lối đánh gần giống như gần giống với Kento vậy. Hello Tài Đặng, hello Phạm Vinh Quang, ok cảm ơn Lê Tuấn Em rất nhiều. Hello anh Nguyễn Dương, ok chúng ta cổ vũ cho hai độc vận động viên đi, bởi vì không có vận động viên nào của Việt Nam hết. Nhưng dù sao thì vận động viên nào lan xả hơn, cống hiến hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ yêu mến hơn, đúng không ạ? Ok, vậy là đã có đủ số người xem rồi. Xin chào 116 người xem, và rất mong rằng mọi người có thể chia sẻ trận đấu hay này đến đồng đội và những người bạn Facebook của các bạn nào, để chúng ta cùng nhau vào theo dõi và thưởng thức trận đấu. Theo Hùng quan sát thì khán đài hôm nay cực kỳ ít người. Hùng không nghĩ rằng số lượng cổ động viên lại ít như thế. Có lẽ là do có Hùng live stream rồi nên là mọi người lười đến xem. Ok, vậy là trận đấu đầu tiên vòng chung kết đã chuẩn bị bắt đầu. Điểm không đều, Hùng sẽ gọi áo xanh và áo cam nha, bởi vì họ đều cùng đến từ Indonesia. Và một pha cầu không chính xác của tay vợt áo xanh, 1-0. Ok, Tiến Minh tạt ở trước vòng tứ kết anh ạ. Thật cầu rất bọc. Quá hay, đó là pha cầu sở trường của tay vợt áo xanh. Nhìn rất tiếc trong pha bắt lưới vừa rồi anh ta lại đánh cầu ra ngoài. Vâng, điểm số tiếp theo cho tay vợt áo cam, 2-0. Bắt cầu đúng một rất tốt và chính xác. Điểm số đầu tiên cho tay vợt áo xanh, 1-2. Điểm số 1-2. Vâng, trận đấu này sẽ rất hay và có thể sẽ còn kéo dài đến trận đấu thứ 3. Bắt lưới rất nhanh và chính xác. Đó là một pha kỳ cầu không tốt. Đổi điểm 3-1. Ok, xin chào Sĩ Đỗ nha. Chúng ta hãy tập trung vào trận đấu nào. Trận đấu cuối cùng của giải đấu rồi, vẫn còn. Rất hay. Tay vợt áo cam này chân khá dài. Đó là một tình huống bỏ cầu không chính xác. Trọng tài xác định cầu trong sân. Ok, đổi điểm 2-3. Vậy là hôm nay đã có bảng điểm ở phía đối diện để Hùng có thể dễ dàng theo dõi. Mọi hôm thì Hùng toàn phải ngoái người lên để xem điểm. Hùng rất thích vận động viên áo xanh vì anh ta đánh cầu rất khéo léo và dẻo. Hay quá nhờ, vẫn còn. Quay chưa? Vâng, rất tốt, rất xuất sắc. Điểm săn bằng 3 đều. Ok anh Ngô Tiến Đức, hôm qua trận đấu giữa vận động viên áo xanh và vận động viên đến từ Nhật Bản thì rất nhiều các cổ động viên đều đánh giá rằng anh ta có lối đánh rất giống với Kento. Điểm 3 đều. Hello Cao Thắng nha, hello Nguyễn Đức Hải. Rồi, đó là một tình huống phát cầu hơi non. Tay vợt áo cam đã không thể cho đối phương có cơ hội để sửa sai. Điểm 4-3. Đây sẽ là một trận đấu rất kịch tính và rất cân tài cân sức. Vâng, lại tiếp tục là một tình huống ép cầu ngang. Vâng,
Điểm số thứ hai dành cho tay vợt này với tình huống tương tự. Điểm 4 đều chính xác, cao nên là đánh cầu ngang nó hạn chế. Đập cầu rất căng. Ôi, đập quá tốt, vâng, rất mạnh. Điểm 5-4. Ok, cả hai vận động viên đều đến từ Indonesia nha anh. Anh Mai Đức Tú nha, cả hai vận động viên đều đến từ Indonesia. Bởi vậy mà Hùng sẽ gọi là áo xanh và áo cam. Bình thường thì Hùng sẽ gọi theo tên quốc gia. Tuy nhiên đây là trận chiến nội bộ của Indonesia. Tay vợt áo cam mặc trang phục của Victor. Ngược lại tay vợt áo xanh mặc trang phục của APAC. Vâng, chéo sân quá hay. Tay rất khỏe. Đó là một tình huống kê cầu lỗi. Điểm 6-4 cho áo xanh. Ok, Ngọc Khánh đội này yếu quá không chơi được. Điểm 6-4. Cầu ngoài sân, đó là một tình huống bỏ cầu rất tỉnh táo đối với áo xanh. Điểm 7-4. Hello Thiếu Quang Trung, hello anh Hoàng Giang nha. Chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu nào. 7-4. Đánh cầu rất an toàn. Rất đáng tiếc. Một pha cầu hơi lỏng. Cầu không qua lưới. Đổi điểm, điểm số rút ngắn 5-7 cho tay vợt áo cam. Anh mà xuống sân lúc này thì đúng là họ sợ anh luôn thật. Tưởng đi đánh bom. Lắt léo, thực sự rất dẻo, vẫn còn, hay quá nhờ. Cơ hội tấn công, đó là pha đập cầu sở trường. Rất đáng tiếc, trong pha cầu vừa rồi anh ta lại đập cầu ra ngoài sân. Tiếp tục là một điểm số cho tay vợt áo cam, 6-7. Vâng, sau chiến thắng của tay vợt áo xanh trước tay vợt Nhật Bản ngày hôm qua thì nhiều khán giả, nhiều cổ động viên nhận định rằng sẽ không có vận động viên nào có thể cản được anh đến với chức vô địch tại giải đấu năm nay. Nhưng rõ ràng ở trận chung kết này không phải đơn giản cho tay vợt áo xanh chút nào. Tay vợt áo cam đánh cầu cũng rất hay. Cầu ngoài sân. Điểm 8-6 cho áo xanh. Ok, anh Quang Nguyễn, áo xanh có lối đánh nhiều người nói rằng giống như Kento Momota của Nhật Bản vậy. Di chuyển rất nhanh và thanh thoát. Bấm cầu khá hay. Rất dẹp. Quá bình tĩnh. Vẫn còn, trần quá bọt. Vâng. Thực sự đó là một tình huống cứu cầu rất tuyệt vời. Trần di chuyển quá bon luôn, không khác gì Kento một năm về trước. Điểm 9-6 cho tay vợt áo xanh. Trần quá bon. Ok Đăng Ly, một trận đấu quá hay. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi nào. 9-6 xếp đầu thứ nhất. Về cầu rất khỏe. Rất khéo léo, cổ tay kìa, sợ. Như thế mà nó vẫn có thể ẩn về sau. Thế mà vẫn ẩn về sau được. Rất khéo léo và dẻo. Đó là một tình huống cầu may mắn. Cầu lực lớn chúng ta được áo cao. Đội điểm sau 7-9. Ok, đang ly về cầu như Hùng Ve vậy. Hello cô Nguyễn Thúy nha, hello Thái Nga. Ép góc rất hay. Cơ hội tấn công. Đập như thế thì ai nữa được. Thực sự đó là những pha đập cầu sở trường của tay vợt áo xanh. Với các vận động viên thế giới, cầu chỉ cần non một chút thôi, gần như họ sẽ không cho đối thủ có cơ hội sửa sai. Điểm 17. Vâng, rất nhiều cổ động viên đang có lời khen dành cho tay vợt áo xanh. Không thể chê vào đâu được. Nhìn người bé bé đấy kia mà đập quá gắt. Khoảng cách vẫn là 3 điểm cho tay vợt áo xanh. Liệu có là 4 điểm hay không? Hùng nghĩ sẽ là 4 điểm.
kéo lưới quá hay. Bấm lưới kìa. Vẫn còn, thủ rất lì. Bình tĩnh thật. Ok, đó là một pha cầu tự hỏng và đây là báo cao. Đánh Kaji Kento 1 năm về trước đâu. Ok, đánh từ bây giờ đến khoảng 5 giờ thì hết các trận nhé Nguyễn Minh Đức. Nếu mà em ở gần đây thì hãy xem ra nhà thi đấu để xem đi. Xem tận mắt nó mới hay, xem qua live stream nó chưa được bằng 50% ở chúng ta xem tận mắt đâu. Ok, anh Đăng Ly em bắt cho áo xanh nhá. Độ gì cũng chơi. Nhưng không được quá 100.000. Hello anh Trương A Khai, hello Đức Khánh, hello Tạ Thắng, lần tranh thủ những phút các vận động viên nghỉ ngơi. Chúng ta có thể giao lưu với nhau một chút không nào? Em xin chào chị Ngọc Nhung nha, xin chào Đào Hiệp nha, xin chào anh Tạ Thắng. Vâng, vậy là lửa xét đầu thứ nhất đã trôi qua. Khoảng cách đang là 4 điểm dành cho tay vợt áo xanh. Và cả hai tay vợt thì đều đến từ Indonesia. Sao lại chấp 7 được? Chấp 7 làm sao được? Đánh phải đánh ngang chứ. Và tiếp tục là một pha cầu hỏng của vận động viên áo cam. Vâng, xét về sự khéo léo và sự tinh tế thì tay vợt áo xanh vượt trội hơn hẳn đối thủ. Thậm chí là những pha đập cầu cũng vậy. Vâng, có vẻ những pha kéo lưới trái tay là sở trường của tay vợt áo xanh. Rất, đó là một tình huống bỏ cầu không chính xác. Vẫn trong sân. Đổi điểm 8-12 cho áo cam. Ok, chào Trung Nam, cảm ơn em rất nhiều. Hello Lĩnh Nguyên. Ok, anh Đặng Huy nhà thi đấu quận Tây Hồ nha anh ơi. Hai nhịp kìa. Vâng, nhìn tay vợt áo cam kia có một tình huống ve cầu rất tốt. Ve cầu có khác gì tao phích không? Đệ tử tao phích đây chứ đâu. Hai nhịp cơ hội tấn công. Vâng, đó là một pha đập cầu sáu cân không nên cản phá của vợt áo xanh. Quá xuất sắc. Sợ thật, người bé bé bật cao khoảng 1 mét rồi sau đó là tung ra những pha dứt điểm không hề cản phá. Ok, xin chào Nguyễn Hải Đăng, xin chào Việt Hưng Phạm nha. Nguyễn Hải Đăng chính là đại diện của Việt Nam, tay vợt tài năng trẻ triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam đang xuất hiện tại live stream của Hùng. Chia buồn với Hải Đăng. Thực sự năm nay giải đấu quá mạnh và em cần cải thiện thêm pha smart nữa thì anh nghĩ rằng ở những giải đấu sau em có thể bước vào những trận đấu cuối cùng. Hải Đăng cố lên em vẫn còn rất trẻ và rất triển vọng. Di chuyển và đánh điều cầu rất hay. Tuy nhiên những pha đập cầu thì hơi thiếu lực so với các vận động viên nước ngoài một chút. Thực sự áo xanh chạy, một là di chuyển quá bon, hai là tay quá dẻo. Quá dẻo và dị. Ok, khoảng cách đã là 6 điểm rồi. 14-8, thực sự quá khó cho tay vợt áo cam trong trận đấu này. Tay vợt áo xanh gần như không có điểm chết. Vẫn cứu được, khá tốt. Ui, kéo lưới kìa. Đấy, những pha kéo lưới thuận tay của tay vợt áo xanh rất đẳng cấp. Đó là một pha trên ngọt rất hay. Giống như hai vậy, nhưng đó là một pha cùng ngoài. Pha cầu đó giống hệt pha cầu móc của Lindan luôn. Pha cầu sở trường của Lindan. Nhưng rất tiếc pha cầu đó lại ra ngoài sân. Rất lý đây. Kìa bó tay rồi. Điểm 15-8, khoảng cách 7 điểm rồi. Vâng. Rất tiếc ông tình huống này. Rồi áo xanh không có cảm giác tốt để có thể cứu cầu. Ngày hôm qua khi đối đầu với tay vợt đến từ Nhật Bản, tay vợt áo xanh còn có những tình huống bay người cứu cầu còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Thái Anh nha. Hello Đăng Ly nha. Ok, cảm ơn Nguyễn Minh.
và trích shot giống Linda. Đổi điểm 9-15. Ôi rồi ơi, không hiểu sao lại bắt lưới được quả đấy nhỉ. Bắt hay thế. Mẹ cầu cảm giác xuống dưới rồi mà vẫn vô được kìa. Xòa sợ thật. Anh sắp đuổi Đăng Ly ra khỏi live stream của anh rồi nha. Đó là một tình huống bấm cầu ra ngoài sân. Hello Trung Nam. Đội này mạnh quá không vào tầm của anh em ạ. Nhưng đội này yếu quá không vào tầm của anh. Nó lại tiếp tục pha cầu hai nhịp. Vẫn còn thủ chắc chưa kìa. Quá chắc tay. Cơ hội tấn công. Vẫn còn. Hay thế nhở, di chuyển quá nhanh, ôi dẻo, quá khéo. Khác gì Kento đâu. Rất đáng tiếc cho tình huống chơi cầu nữa. Ê, sự khán giả vô tay quá nhiệt tình. Đổi điểm. Tiếp tục là một điểm số nữa cho tay vợt áo cam. 11-16. 3 điểm số liên tiếp dành cho tay vợt áo cam. Liệu rằng có thể là điểm số thứ tư hay không? Nhưng dù sao thì khoảng cách vẫn tương đối xa. Điểm 11-16. Vẫn cứu cầu được. Rồi, những tình huống bấm cầu của tay vợt này rất nhẹ nhàng, không biết anh căng vợt bao nhiêu cân nữa. Rất đáng tiếc, đó lại là một tình huống cầu ngoài sân. Đánh nhẹ nhàng và thanh thoát dã man. Thực sự áo xanh tại giải đấu này thể hiện một phong độ và một bản lĩnh cực kỳ tuyệt vời. Tiếp tục là một pha cầu ngoài. Rồi liên tục là những tình huống cầu ngoài rất đáng tiếc của tay vợt áo xanh. Không nghĩ rằng anh nên đề nghị trọng tài đổi cầu. 13-16 rồi. Thủ cầu trái tay rất tốt. Tay vợt áo cam có vẻ thiên về cầu về. Hay thế nhờ. Cơ hội tấn công. Nhưng anh ta không bật lên đập nữa rồi. Giữ sức chăng. Tiếp cầu trong sân, đó là trọng tài xác định cầu trong sân. Tuy nhiên trọng tài chính lại xác định đó là cầu ngoài sân. Trọng tài biên xác định cầu trong sân nhưng trọng tài chính xác định cầu ngoài sân nha mọi người. Tiếp tục là một điểm số cho tay vợt áo cam. Vậy là điểm số ngày càng được rút ngắn rồi. 14-16. Sau đơn nam là đuôi nam nữ nha anh. Kề lưới quá khéo léo. Rồi không còn nữa rồi, rất tốt. 17-14, vậy là đã cắt được dây lên điểm của vận động viên áo cam rồi. Hello Nguyễn Minh Cương, hello Trần Hoàng Hiệp. Cả hai vận động viên đều đến từ Indonesia nha mọi người. Mọi người có thể lên bài đăng lịch thi đấu của Hùng để biết được tên các vận động viên. Vậy là tay vợt áo xanh đến từ Indonesia đã có thể cắt dây lên điểm của tay vợt áo cam cũng đến từ Indonesia. Xin chào Trung Nam nha. Và nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này. Một là để cổ vũ cho bình luận viên có thể bình luận hay hơn, nhiệt tình hơn. Hai là để có thể chia sẻ cho những người bạn và bạn cũng có thể xem và thưởng thức trận đấu hay này. Chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu 17-14. Về cầu rất tốt. Bấm cầu, rất thích pha bấm cầu đó của vận động viên áo xanh. Vâng, chém cầu quá sắc, không còn cơ hội cho tay vợt áo cam. Điểm 18-14.
đôi nam là trận đấu cuối cùng như anh Nguyễn Anh Thái ơi. Trận đấu đôi nam sẽ rơi vào lúc khoảng hơn 4 giờ. Áo xanh là Indonesia nhá, Hải đang loại từ vòng ngoài rồi anh Hoàng Tài ơi. Hải đang loại ở trận thứ 2 rồi. Và Hải đang cũng đang ngồi xem live stream của em đây anh ơi. Vẫn kìa, vẫn với được kìa. Đấy. Đó mới thực sự là những pha cầu sở trường của tay vợt áo xanh. Những pha vạn sườn đập cầu. Ở trận đấu hôm qua với tay vợt Nhật Bản thì đó là những pha cầu giành được nhiều điểm số nhất cho tay vợt đến từ Indo. Và hôm nay đến thời điểm hiện tại thì chúng ta mới thấy anh ta bung ra những pha cầu như vậy. Điểm 19-14. Vâng, khoảng cách 5 điểm rồi. Tưởng rằng tay vợt áo cam sẽ có thể đuổi kịp tỷ số, nhưng rõ ràng tay vợt áo xanh đang tăng tốc rất là nhanh. Kích kìa, cổ tay kìa. Đó là một tình huống cầu ngoài sân. 20-14. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất rồi. Thì em cảm ơn anh Thái rất nhiều. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất, khoảng cách 6 điểm. Vâng, cơ hội kết thúc trận đấu cho tay vợt đến áo xanh đến từ Indonesia. Với 6 cơ hội kết thúc trận đấu thì không có lý gì mà tay vợt này không thể làm được. Và đặc biệt anh còn đang đánh trên cơ đối thủ. Còn không, thủ kìa, tí nữa thì qua. Pha thủ cầu thuận tay sở trường. Ok, cảm ơn anh Hiếu Nguyễn rất nhiều. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy chia sẻ cho tất cả những em cầu lông cùng xem nào. Nhiều người họ không biết xem ở đâu đâu. Nhiều người họ còn đang tìm kiếm và họ chưa biết xem ở đâu. Vì vậy mọi người hãy chia sẻ giúp Hùng đi. Tiếp tục là một điểm số dành cho tay vợt áo cam. Tay vợt áo cam đang rất cố gắng. Tuy nhiên thực sự khó cho anh ta. Bởi vì chỉ một điểm số nữa thôi, trận đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Rồi, đó là pha cầu sở trường của tay vợt áo xanh mà không trượt chỗ nào luôn. Một khi đã nhảy lên là như thế thì gần như không còn cơ hội của đối thủ. Ok, Mạnh Cường sân nhà thi đấu quận Tây Hồ nha anh ơi. Ok, tranh thủ những phút các vận động viên nghỉ giải lao thì Hùng cũng nghỉ giải lao và trò chuyện với anh em một chút nhỉ. Xin chào anh Đào Chính, xin chào Lê Trọng Đại, xin chào Đức Rùa. Những ai đang theo dõi live stream của Hùng có thể comment một thì Hùng có thể nhìn thấy tên mọi người để Hùng biết ai đang theo dõi ủng hộ live stream của Hùng từ đầu đến giờ không ạ. Áo cam cũng Indo và áo xanh cũng Indo nha mọi người. Rồi rõ ràng cầu lông đơn nam của Indo năm nay tại giải đấu Shizuoka quá mạnh so với một nửa còn lại của mình. Cái này xe bao nhiêu nhỉ? Hả? Cái điện xe bao nhiêu? Hình như cũng già rồi, hình như là 95. Nếu mà nó trẻ thì triển vọng. Có vẻ là này là già. Trợ lý của anh rồi nhỉ? Trợ lý phải ôm. Theo ngoài 20 tuổi nhỉ? Quên tên nó được nhờ, nó vừa vào sân hình ấy. Bảo. Nay Bảo không ra hỗ trợ cho anh rồi. Buồn là em Bảo quá, hôm nay không ra hỗ trợ để lấy thông tin vận động viên cho anh. Ok, Lê Trần Quang, bạn của anh là ai nhờ và đánh giải ở đâu nhờ, Lê Trần Quang ơi. Ok, em cảm ơn anh Thanh Bùi Minh đã cầm mình một. Cảm ơn em, chào anh Đào Hiển, chào Đức Mạnh, xin chào Trần Tuấn Ngọc nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello Hoàng Đại Dương, hello Tùng Phạm, cảm ơn mọi người đã tương tác lại với lời kêu gọi của Hùng. Hôm qua em thấy anh đánh giải ở làng em ở đâu nhờ, Trần Quang nhờ, chắc là Quốc Học hả. Ok, cảm ơn Tiến Quang. Hello anh Ngọc Thắng, hello Đăng Duy, cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người quá nhiệt tình luôn. Ok, em chào anh Thế Trần Trung. Ok, vậy là các vận động viên đã trở lại sân để chuẩn bị thi đấu set đấu thứ hai. Xin chào anh Tùng Phạm, hôm nay nhiều người chào Hùng cảm thấy rất là vui. Và vừa lúc nay hơn 200 người xem và sau set đấu thứ nhất kết thúc bây giờ chỉ có hơn 100. Chắc mọi người đang bận làm việc. Ok, cảm ơn Đức Mạnh, xin chào anh Đức Mạnh nha. Ok, điểm số đầu tiên không đều. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Kê cầu rất khéo léo và tự tin. Điểm số đầu tiên cho tay vợt áo xanh. Vâng, rõ ràng anh ta cực kỳ tự tin trên lưới những pha kê cầu của mình. Thực sự quá bản lĩnh. Ok, xin chào anh Thanh Nguyễn nha.
Em nghĩ là trận đấu này sẽ chỉ kết thúc trong 2 set thôi. Hai tay vừa đến từ Indo nhá, là Long Hoàng ạ. Kìa, trời ơi, kề như thế thì thôi khỏi đánh lưới đi. Khỏi đánh lưới đi. Dã man. Hello chị bị đánh vì. Ok, Phúc Nguyễn tên hai long thủ đánh chung kết tên Indonesia, thực sự có tên ở đây Hùng cũng không đọc được. Thế nên là mọi người nếu quan tâm thì có thể vào bài đăng về lịch thi đấu của Hùng để xem tên các vận động viên nha. Vâng, đó là một tình huống cầu trong sân. Thực sự tay vợt này đường cầu quá chuẩn. Đến tình huống ép cầu nhanh như thế mà anh ta vẫn có thể có một pha về cầu trong sân, và đặc biệt nó còn ở góc giao của hai đường biên. 3 điểm số liên tiếp cho tay vợt áo xanh, một khởi đầu thực sự rất tuyệt vời. Kéo lưới sở trường chưa? Chém cầu kìa. Thích quả đấy thế nhỉ? Thực sự vận động viên này bấm cầu quả nào mình cũng thích. Rồi, đỡ làm sao được. Bản chất vượt trội hơn hẳn. Ok, Đức Mạnh, Việt Nam mình năm nay tại giải đấu mạnh quá nên là chúng ta rớt hết trước tứ kết rồi. Mạnh thực sự. Em có nha anh Thúy Vũ ơi. Có, anh có thể liên hệ em ạ, có thể nhắn tin riêng cho em. Trong nội dung này hình như là đến đôi nam nữ hoặc là đôi nữ chị ạ, hình như là nam nữ nếu em nhớ không nhầm. Em có đăng lên rồi, một pha cầu non, lựa chọn được cầu thẳng vào người là một lựa chọn hoàn toàn sáng suốt. Điểm 5-0 rồi. Vâng, khoảng cách 5 điểm được tạo ra ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu hiệp đấu thứ hai này. Và có thể trận đấu thứ hai này nó còn trôi qua nhanh hơn cả set đấu thứ nhất. Dã man, với tình huống với cầu như thế mà anh ta lại còn có thể bắt cầu chéo sân thì quá đẳng cấp. Đúng là các khán giả ngày hôm qua, cổ động viên ngày hôm qua nhận định không sai. Thực sự tính đến thời điểm hiện tại không có một tay vợt đơn nam nào có thể ngăn cản tay vợt này lên trước vô địch. Áp đảo đối thủ đến 6-0 rồi, đừng có 11-0 nữa nha. Vẫn còn bòn thế nhỉ. Vận trường sở trường, thực sự bất cứ một động tác kỹ thuật, một pha cầu nào cũng đều là sở trường gây vượt này hay sao ấy. Đánh đâu cũng chết. 7-0 rồi. Hello anh giải Hải Azuji. Đúng rồi Uyên Vũ, chung kết chỉ đánh một sân thôi nha. Tứ kết đánh 4 sân, bán kết đánh 2 sân, chung kết đánh 1 sân. Thực sự quá kinh khủng. Hai tay vợt đến từ Indonesia. Đúng rồi, Linh Đan Tài ấy. Nó xanh đánh dã man quá. Đánh trình độ chả khác gì Super Series cả. Điểm 7-0 rồi. Cũng không hẳn là buông đâu. Thực sự gặp tay vợt này đánh thế thì chúng ta đúng bất lực thật. Vâng, với chiều cao thấp hơn thì những... Thôi, 8-0 rồi. Chiến thắng tuyệt đối rồi. Trận đấu này tự trôi qua rất là nhanh. Thực sự Nguyễn Tuấn áo xanh, thậm chí tình huống với cầu như thế mà anh ta có thể có những pha vắt cầu chéo sân cực kỳ mạnh. 8-0 rồi. Đẳng cấp vượt trội. 9-0. Giờ có khác gì Linh Đan thi đấu với Tiến Minh đâu. Rất may mắn cho tay vợt áo cam. Đó là một tình huống công ngoài sân, chỉ ngoài sân một xíu thôi. Ở điểm 1-8. Điểm số đầu tiên cho tay vợt áo cam. Đó là một điểm số may mắn. Rồi, 9-1. Vâng, rõ ràng với chiều cao bất lợi hơn đối thủ thì ngược lại tay vợt áo xanh lại có lợi thế ở những tình huống cầu ngang và những tình huống sửa trường của anh ta.
nếu so với cầu ngang thì những vận động viên có chiều cao thấp hơn sẽ có lợi thế hơn. Còn về đập cầu thì bạn Sườn quá hay, quá hay lại còn may, đó là tình huống cầu lật lưới. Và anh ta di chuyển như bay trên sân vậy. Có gì mà hạ thấp Tiến Minh anh Nguyễn Tiến ơi. Lindan chả đánh vượt trội hơn Tiến Minh còn gì nữa. Đó là một sự thực mà. Chém kìa. Chích. Khác gì Kento một năm về trước đâu. Chúng ta cứ tưởng tượng đây là cơ hội Kento đi. Vâng, một chiến thắng, một set đấu hoàn toàn thuyết phục. Vậy là nửa set đấu thứ hai đã kết thúc. Điểm số đang là 11-1 cho tay vợt đến từ Indonesia trước đàn anh của mình. Ok, Hùng sẽ ly tất cả các trận đấu nha, Bùi Nhật Trình nhá. Em sẽ ly tất cả các trận đấu. Tôi rất mong là mọi người nếu thấy trận đấu này hay, mọi người hãy chia sẻ cho bạn bè của chúng ta và chia sẻ cho những anh em lông thủ cùng xem với nào. Thực sự quá đẳng cấp. 11-1. Ok, áo xanh này yếu quá. Đánh với anh chắc chỉ lên được không quả thôi. Ý anh là anh lên được không quả nhá. Ok, chúng ta tiếp tục trở lại với set đấu thứ hai. Điểm đang là 11-1 cho tay vợt áo xanh. Và cả hai tay vợt đều đến từ Indonesia. Ok, điểm 12-1 rồi. Ok, Long Hoàng Tiến Minh có đánh nhưng mà bị loại từ vòng ngoài mất rồi em ơi. Năm nay giải mạnh lắm. Rồi điểm số thứ 2 trong set đấu thứ 2 này cho tay vợt áo cam. Điểm 2-12. Còn sự chênh lệch đẳng cấp đang được thể hiện rất rõ ràng. Quá sát lưới. Trời ơi, em phải quá sung rồi. Quên lắm mình đánh giải nào ấy. Giờ có Kento đứng ở đây chưa chắc đã chịu được. Chưa gặp top 10 lần nào. Đánh hay thật. Chắc chắn rồi, Dinh Dương Phạm ơi. 13-2 rồi, làm sao bên kia có cửa nữa. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi anh ta đánh cầu ra ngoài sân. Điểm rút ngắn 3-13 cho tay vợt áo cam. Đúng rồi, Nguyễn Tuấn đập thế thì làm sao mà thủ được. Lại đập tiếp rồi. Rồi, tình huống này thì em vợt kia đã thủ được. Ôi, đẳng cấp quá. Chịu luôn, người bé bé này sao đập ra man vậy. Thấp hơn Hùng. Điểm 14-3 rồi. Khoảng cách 11 điểm. Quá áp đảo. Về tu luyện mấy quả đấy thôi. Mấy quả đấy thì phải cần cơ bụng 6 múi nha mọi người. Nếu chưa có cơ bụng 6 múi thì về tập đi. Đó là tình huống cầu trong sân. Tốt. Indonesia. Còn tay vợt áo xanh cho rằng đó là cầu ngoài sân. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu trong sân và Hùng với rất nhiều cổ động viên khác cũng nhìn thấy rằng cầu vẫn trong sân. Đổi điểm 4-14 cho tay vợt áo cam.
Hùng xin nhắc lại một lần nữa, cả hai tay vợt đều đến từ Indonesia, bởi vậy mà Hùng mới gọi là áo cam và áo xanh. Xem anh ta đập cầu tiếp đi. Kinh nhở, thích thế nhở, xem quả đấy sướng thật, nó bấm kìa, đẳng cấp thế. Ok, Nguyễn Tuấn gọi Momota vào đây đi. Hay thật. Xem còn có khác gì Kento năm ngoái đâu. Không biết năm ngoái Kento gặp ai. Kento gặp thằng gì khéo chân của Thái Lan này, hay là của Indo. Cái loại năm ngoái cũng áp đảo. Ok, xin chào anh Hồ Hiếu, xin chào Phương, chị Phương Lan. Điểm 15-4 rồi, khoảng cách 11 điểm. Trận đấu thứ 2 còn áp đảo hơn hẳn trận đấu thứ nhất. Lại chết rồi, làm sao mà đỡ được. Mười sáu bốn rồi, một kết quả mà không ai có thể tưởng tượng được. Tay vợt áo xanh này mạnh hơn hẳn phần còn lại của giải đấu. Đó là một tình huống cầu với, tay vợt áo xanh đã đánh cầu ra ngoài sân, đổi điểm 5-16 cho tay vợt áo cam. Ok, Đức Mạnh. Thôi xong rồi. Rồi, có tình huống kê cầu lôi. Điểm 17-5 rồi. Thực sự hiếm có trận đấu nào mà lại có khoảng cách điểm số kinh khủng như thế. Có khác nào phong trào đánh với chuyên nghiệp đâu. Ok, anh Lê của chúng ta hãy tập trung vào màn hình để xem áo xanh biểu diễn đi. Rồi, nửa đầu xét đấu thứ nhất, chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ là một trận đấu cân tài cân sức. Tuy nhiên hiện tại thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Kìa. Dạ mà. Anh ta đang múa trên sân chứ không phải là chơi cầu nữa. Ôi ôi, đập kìa. Đánh thế ai chơi. Dã man thật. Mọi người yên tâm là trận đấu này được Hùng quay cả ở chế độ Full HD rồi nhá. Hùng sẽ sớm cập nhật nó lên kênh YouTube Sport Hùng Badminton để mọi người có thể theo dõi. Cầu ngoài sân. Và những điểm số dành cho tay vợt áo cam chỉ làm cho trận đấu có thể kéo dài thêm vài phút thôi, chứ không bao giờ có thể thay đổi được kết quả của trận đấu cả. 6-18. Vẫn với được. Chính ra trong tình huống trước tay vợt áo cam bấm cầu thì có lẽ đã ăn điểm ngay rồi. Nhưng có vẻ anh ta hơi trùng tay, anh ta sợ rằng cầu sẽ vào lưới. Một điểm số tiếp theo cho tay vợt áo cam, 7-18. Ôi. Ôi. Chết nổi. Tay vợt áo cam bất lực rồi, cả hai tay vợt cười với nhau. Bất lực rồi. Mền quá không. Hay vậy. Thủ đấy, thủ trái tay đấy nhỉ. Ờ, thủ trái tay đấy. Rồi, đã hay lại còn may. 27. Ok, trận đấu này Hùng đã quay lại ở chế độ Full HD nha mọi người, yên tâm sẽ được thưởng thức lại ở trên kênh YouTube của Hùng. Mọi người đừng quên đăng ký kênh YouTube Sport Hùng Badminton để xem lại tất cả các trận đấu tứ kết, bán kết và chung kết ở chất lượng HD. Ok, anh Công Đức em có quay lại rồi nha. Đầu tư đủ máy để quay, hôm nay có 3 điện thoại cơ. May nhỉ. Hay
Thôi xong, trận đấu thứ hai kết thúc một chiến thắng cực kỳ thuyết phục và áp đảo. Chiến thắng 21-7, một kết quả mà không ai có thể nghĩ đến, kể cả là trong mơ. Trận đấu thứ nhất kết thúc điểm số 21-16, trận đấu thứ hai kết thúc điểm 21-7. Tay vợt áo xanh có phong độ không thể chê vào đâu được. Anh thế thì anh mà chém được quả đấy thì anh đã thay được Tiến Minh. Hay kìa. Anh sợ phải cấp vã. Được cắt chưa? Em điện thoại qua cho mình xem phim. Anh ơi, tí về ra chụp ảnh mới được. Anh bây giờ đi chụp luôn. Mà đi. Bây giờ ra chụp đi. Đi, ra chụp em rồi. Nó đánh kinh đấy. Ok mọi người, chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ Hùng phải đi xin kiểu ảnh với anh áo xanh đẹp trai ra đánh cầu thì ai đấy. Chia mình 1% công lực thôi là được rồi. Để thử chụp ảnh với vận động viên một tí. Để không phải yếu mà đánh quá hay. Ê, sao mình cứ kiểu tí rồi. Em ngồi đây rồi. Bạn ấy đang ngồi đây. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây sẽ diễn ra lễ trao giải cho mọi người. Trao giải luôn à? Tại giải đấu bạn ấy đang ngồi đây. Ngồi đừng. Ladies and gentlemen, prize presentation ceremony for my single. Vận động viên giải vượt áp bậc đó là Chico. Ok, vậy là họ đã tiến hành trao giải ngay. Vậy thì cũng sẽ kết thúc live stream này. Và mọi người đừng quên đăng ký Facebook của đang theo dõi Facebook của với chế độ xem trước để có thể nhận được thông báo ngay khi cùng live stream trận đấu tiếp theo. Bây giờ sẽ kết thúc live stream để có thể tiết kiệm pin. Hẹn gặp mọi người vào live stream tiếp theo của chắc khoảng 10 phút nữa.